Em có tin rằng người cá có thiệt không? Vậy thì hôm nào chúng ta cùng lặn xuống biển khám phá đại dương đi. Lại là con người, cứ nhượng bộ thì sớm thôi. Đại dương sẽ trở thành một biển rác khổng lồ. Ta sẽ không bỏ qua cho con người đâu. Chỉ có thể là túi quân thần kỳ, cho vào lò vi sóng được sữa ấm nóng, thơm ngon mát lạnh, giải khát cực quân. Hạ nhiệt mùa hè, kem quân cực chất. Tiến sĩ đâu? Viên ngọc đại dương kìa! Chúng ta phải nhanh hơn gia đình Quân Siêu Phàm. Hai người im đi, ta có kế hoạch của mình. Mau né tên lửa, bà ơi! Hả? Sữa túi quên thật là ngon quá đi. Ủa, anh Chớp Chớp đọc gì mà hăng say quá vậy? Anh đang đọc truyền thuyết Mỹ Nhân Ngư. Ngày xưa, ngày xưa, thời kỳ sơ khai, thế giới đã tồn tại một vương quốc bí mật dưới lòng đại dương. Người đứng đầu là đại vương Sakka. Tuy tiền thân là một con thần mặt khổng lồ, nhưng đại vương rất tự bi, yêu thương muôn loài dưới biển. Trong một lần du ngoạn, một cơn địa chấn đã làm ngài bị thương. Ngài trôi dạt lên bờ và may mắn được loài người cứu sống. Cảm kích trước ân nhân của mình, ngài đã giao kèo rằng đại dương sẽ cung cấp đồ ăn và tài nguyên khoáng sản. Đổi lại, con người sẽ phải giữ gìn môi trường, bảo vệ đại dương luôn sạch đẹp. Nè, em có tin rằng có người cá không? Tất nhiên là có, vì con người chúng ta chỉ mới tìm hiểu được một phần nhỏ xíu bằng ngón tay về đại dương thôi. Còn rất nhiều điều khác mà chúng ta chưa khám phá được. Vậy thì hôm nào chúng ta cùng lặn xuống biển khám phá đại dương đi. Nhất trí luôn anh hai. Mẹ cũng muốn đi, nhưng đợi con hết bệnh đã Chớp Chớp. Mẹ, con đã bị bệnh và mất đi siêu năng lực mà. Con hãy uống sữa trong túi thần kỳ để có lại siêu năng lực đi. Con cảm ơn mẹ. À, con chợt nhớ mình có phát minh này. Con vừa mới chế ra bảo bối này nè. Đây là máy hâm nóng sữa túi quân thần kỳ. Chỉ cần bỏ sữa túi quân vào đây hâm nóng thì sẽ tăng năng lực lên gấp 100 lần luôn. Thật là thần kỳ quá đi. Nhưng mà chỉ dùng được cho sữa túi quân thôi nha anh Chớp Chớp. Mà nó giống cái lò vi sóng quá tám tuốt. Chính xác, nó làm ấm túi thần kỳ một cách siêu tốc, để anh có thể uống sữa trong mùa đông lạnh giá đó. Vậy con nhớ uống thường xuyên để khôi phục siêu năng lực nha. Dạ. Wow. Ôi, rất mất tiêu rồi. Hả? Anh Chớp Chớp, anh sao thế? Anh nhìn thấy nàng tiên cá. Con đọc quá nhiều truyện rồi đó Chớp Chớp. Thì ra là ba ba. Vậy mà con cứ tưởng thuyền nhà mình va trúng cái gì đó chứ. Ba ba à, đã nói trên du thuyền ba ba đi nhẹ thôi. Ba ba đã đi nhẹ lắm rồi. Một bước đi nhẹ của ba ba có thể làm rung chuyển một tòa nhà. Ba ba bự phải đi giống con nè. Lần sau nhà mình đừng đi du thuyền nữa. Thank you.
cha, con chịu hết nổi rồi. Lại là chuyện gì nữa Saki? Con đã nói với cha là phải dạy cho loài người một bài học. Con người là xả rác ra biển, làm cho nhiều sinh vật biển bị rác cuốn vào. Con mới vừa đi giải cứu đó. Con có một ý này, cha hãy dùng viên ngọc đại dương tạo ra một cơn sóng thần thật lớn để nhấn chìm con người đi. Như vậy thì đại dương của chúng ta mới được an toàn. Con thôi đi, ta đã nói với con nhiều lần, con người là ân nhân của chúng ta, chúng ta không được làm hại họ. Nhưng mà chúng ta cũng đã trả cho họ rất nhiều cá tôm rồi, mà họ không giữ dao kèo với chúng ta là giữ cho biển sạch sẽ. Nếu mà con là cha, con sẽ dạy cho họ một bài học. Con. Trời ơi, mới sáng sớm mà sao ồn quá đi. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Con có quà nè. Cái này là gì vậy em? Em không biết, hình như là túi sữa cun thần kỳ gì đó. Ngon quá ta. Mà em lấy được ở đâu đó? Em nhặt được của con người đó. Ai cho em tiếp xúc với con người? Mắc gì mà anh lớn tiếng với em? Em sẽ không chơi với anh luôn. Thôi mà anh lỡ lời, em gái bé bỏng của anh đừng có giận anh nữa nha. Vậy anh uống đi, để thành thái tử mạnh nhất đại dương nha. Tuyệt vời. Đại dương ơi, không xong rồi. Bẩm đại dương, thái tử, công chúa, vừa phát hiện rất nhiều rác ngoài đại dương. Lại là con người. Con đã nói với cha là nếu cứ nhượng bộ thì sớm thôi đại dương sẽ trở thành một biển rác khổng lồ. Quân đâu? Mau đi theo ta. Ta sẽ không bỏ qua cho con người đâu. Đại dương đã nổi giận, liệu hội hắc ám có đứng đằng sau những chuyện này? Hãy đón xem tập 2 Vùng đất Mỹ Nhân Ngư vào ngày 27 tháng 10 năm 2023 nha. Chỉ có thể là túi quân thần kỳ, cho vào lò vi sóng được sự ấm nóng, thơm ngon mát lạnh, giải khát cực quân, hạ nhiệt mùa hè, kem quân cực chất.